Ở cái góc nhìn này anh em mới thấy được là hai con lo này nó con nào to con nào nhỏ đúng không? Con này dĩ nhiên là nhỏ hơn con này rồi, nó nhỏ hơn à, nó đúng với nghĩa đen cũng như nghĩa bóng của nó luôn nè, nhỏ hơn về công suất, nhỏ hơn về cái ngoại hình và cũng như là nhỏ hơn về cả cái cấu hình bên trong anh em. Về cái ngoại hình em thấy là kích thước con này bề ngang nó chỉ khoảng tầm 95 cm thôi, trong khi con này nó tới 1m2 anh em, rất to nha. Rồi cao lên con này khoảng tầm 95, sâu vô 55, con này cao lên 1m, sâu vô 6 tấc. Đó là kích thước con này khủng bố như vậy đó. Rồi thêm nữa đó, về cái mặt trước anh em sẽ có là con này nó không có nắp đậy đâu, không có nắp đậy thì nó không có bảo vệ được anh em 3 thớt, trong khi con này có. Đó là cái hay của con Nano Max Pro 369. Hai con này hiện tại đang độc quyền ở bên cửa hàng điện máy 369 của mình, nên là trên thị trường anh em kiếm không đâu có nha. Ngoại hình thì cái con ngoài thị trường nó sẽ có những con y chang như vậy, nhưng cái mã nó sẽ khác nha, mã sẽ khác thì nó ảnh hưởng tới chất âm cũng như cấu hình nó cũng sẽ khác luôn. Rồi đó về ngoại hình, cấu hình bên trong thì sao? Một con thì sở hữu 36 sò, trong khi con này tới 56 sò, kinh chưa? 56 sò chênh lệch nhau tới 20 sò luôn á. Rồi thêm một cái nữa nè, ở dưới cấu hình anh em nhìn con bát đi, bát 4 tấc con 75 chấm 9, trong khi con này bát 5 tấc con 100 từ 220, khác biệt hoàn toàn. Và đó là những gì em sẽ nhận được với sự chênh lệch giá là 6 củ. Sự khác nhau như vậy nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng chất âm và cũng như là về cái khả năng mình hát karaoke các kiểu. Với con này nếu anh em nghe thực tế ở cửa hàng, anh em sẽ thấy được là con này nó sẽ sáng tiếng chép hơn rất nhiều, trong khi tiếng bass của nó không đủ lực. Nên là nếu như anh em muốn sở hữu nguyên một dàn này thì anh em muốn hay nữa thì phải gắn thêm một nó một con súp. Còn trong khi cái dàn này combo Nano Max Pro 369, nếu anh em muốn hát nhẹ hơn á thì nó anh em gắn thêm cặp loa full. Rồi ví dụ anh em có điều kiện mình chơi luôn con súp nữa thì nó quá quá sức là tưởng tượng rồi, âm thanh của nó quá hay rồi. Một cặp bass con 100 từ 220 tiếng nó dày hơn, tiếng nó lực hơn. Và nếu như hát song song hai con này thì mình chắc chắn anh em sẽ lựa chọn cái con Nano Max Pro 369. Và đó là những gì mà hai con này nó mang lại cho anh em. Và tất cả hai con này là đều là hàng độc quyền tại điện máy 369 mình. Anh em nếu mà muốn sở hữu, muốn được tư vấn hoặc là muốn được giao hàng về tận nhà, ới liền cho mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em từ A đến Z luôn nha.